Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay hai chị em mình phát hiện ở cái đầu đường á, ngay chỗ mình học á, nó có một cái cây mà không biết cái trái đó ăn được hay không, nhưng mà mình nói cho nó hơi quay chút xíu là ngày hôm nay hai chị em mình đi hái trái cây. Rồi mình sẽ quay cái cảnh hai chị em mình đi hái cái trái nó như thế nào các bạn. Nếu như ai biết cái trái đó tên gì thì nhớ comment cho mình biết cái tên với nha mọi người. Trời ơi, lạnh á, trời cũng hơi se se lạnh, nhưng mà ấm hơn hôm qua, ấm hơn sáng qua lạnh hơn. Đó, đi gần tới rồi nè mọi người. Nè mọi người, trái gì đẹp lắm. Ủa mình vô được không vậy ta? Cái này là công viên nè mình. Giống trái cherry, cherry ha. Chị sao nhìn giống trái cherry á hả? Mà nhìn sát lại nhìn giống trái táo kìa. Y hệt trái táo luôn chị à. Ai bà hái nguyên nhánh không ạ? Hái nguyên nhánh về chứ bà ly thêm. Nhìn đẹp ha. Cái chùm á, cái chùm bự bự á. Bữa nay mình vô trong được không vậy trời? Nhìn như cái đường đi vô bên kia kìa. Đó mình đi vòng bên kia thôi. Vòng bên kia nữa, có chỗ vô. Chứ chỗ này có cái ghế, tất nhiên là có chỗ để mình vô ngồi được mà. Đây nè. Nè, đi đường này vô nè. Hình như chỗ này cho người ta ngồi, người ta tập yoga á chị ơi. Đây nè, có bình bông đẹp quá mà. Đây nè, đẹp ha. Ủa đâu vậy? Chị để góc kia chị. Wow, cái cây nhìn đỏ ươm luôn các bạn. Mà mình không biết là cái trái gì. Mà em nghĩ cái này là nó không ăn được đó chị ơi, tại vì không thấy chim nó ăn. Thường á là cái trái mà ăn được á là chim nó sẽ ăn. Quả gì luôn á. Ờ, biết quả gì. Đẹp à. Cái trái này to dễ sợ. Đỏ chưa. Ôi, góc này quá trời luôn nè cha anh ơi. Trời luôn. Nè các bạn, cái cây nè thôi. Nè, cái nhánh nè mọi người. Nè, cái nhánh nè. Wow. Nè 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 mọi người. Hi hi. Đó, mọi người coi nè. Đó. Sáng nhìn đẹp ghê. Để qua bên đây rồi. Bên đây nè, cái nhánh nó bự hơn. Mọi người, đó. Nè, các bạn, đó. Nó chùm chùm á. Nó có lần cá chùm vậy á. Hả? Ờ, bông hồng có trái chị. Chị anh bà hát chùm này đẹp quá. Hái chùm này nè. Chùm này á. Ờ. Em hái đi, quay cho. Cái gì đâu? Cái mặt này nè. Chùm đất. Chùm đất nó bẻ ngược lên coi, bẻ ngược lên. Dài quá luôn á. Vặn vặn vặn, quay xoay xoay. Đứng vô luôn. À, cái mặt rồi đó. Vừa tao vừa thương. Em làm quá. Cái mặt.
ở trái mặt luôn á chứ. Cái chùm nó đẹp quá à. Cho nên á dặn chỗ mà nó dai dễ sợ luôn. Dễ thương quá. Trời chóng mặt thiệt luôn á, đi bê bê luôn nội mẹ ơi. Hồi nhỏ quay coi đó làm gì mà có vụ chóng mặt ha. Giờ già chóng mặt cũng ghê chứ. Các bạn xem. Trời ơi, nguyên một cái khu vườn cảnh đẹp quay cái cây các bạn thấy không? Bên đây có cây. Đây có một cây. Chỗ này họ nói là tập yoga, yoga chắc nè vô. Vậy yoga đi chứ. Đã dáng lắm chứ bộ. Đã dáng yoga lắm chứ bộ. Không à. Có ghế đá ngồi đây êm á. Ghế đá ngồi tập thể dục êm chứ bộ. Ha, các chị ha. Còn phía sau phải có thêm mấy cái bông nữa ha. Thêm mấy cái bông nó tập yoga. Trời ơi. Đẹp quá. Ý, ở trên cây họ họ có trang trí cái bóng đèn nữa trời. Đó. Có hai cái bóng đèn trên cây đó. Dưới đó còn cái kìa. Dưới đó có mấy cái. Bên đây cũng có cái mà nhìn đẹp ha. Mà phải chi cây này ăn được ha. Em nghĩ cây này ăn không được đâu. Chứ. Mà chị nghe mùi nó thơm không? Chị có nghe mùi nó thơm không? Chị đứng này chị nghe mùi thơm không? Có mùi gì thơm mà mùi gì? Mùi này nè. Mùi, ừ. Mùi thơm dễ sợ các bạn. Cái này bông hồng nó có trái nè mọi người. Nó có trái nè, các bạn lấy cái trái này các bạn trồng xuống đất á, nó sẽ lên. Nè chị, người ta lấy hột nè từ cái bông hồng là như vậy nè chị. Nè. Ở trong đó nó có hột á. Đó cái hột á thấy không? Nè, thấy không? Các bạn coi cái hộp này. Nè, nè. Nè, đó hộp bông hồng đó. Gieo xuống, gieo xuống. Đó, cho nên đây là nó có mấy cái trái. Hồng này chắc hồng tỉ muội. Hồng dạng hồng nhỏ á chị. Cái này là nhà người ta hả? Đây là một cái tiệm, một quán ăn, có những cái bàn ghế. Họ lên họ chơi, lên đó họ tập yoga xong họ xuống dưới đây họ ăn uống. Nè, đường lộ các bạn thấy không? Quay góc đường nó đẹp. Ừ. Ồ, góc bên kia cái lá vàng đẹp quá các bạn ơi. Đổi màu. Em đi vòng bên trước à. Lấy hai chùm cây đi. Ôi trời ơi, đứng xa quay nhìn đẹp lắm luôn chị anh. Đây nè. Anh. Ừ. Các bạn thấy. Đó, rê rê nhẹ nhẹ cho các bạn xem nha. Đó. Yeah.